Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Duy Tân Food Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn thêm một món chai rất ngon và hấp dẫn nữa nha Món này các bạn có thể gọi là dịch quai chai hay là dịch khìa chai đều được nha Món chai thơm ngon hấp dẫn, màu sắc lại vô cùng bắt mắt với nguyên liệu rất là đơn giản Chỉ có tàu kỳ lá, tàu kỳ cộng, nắm đùi gà nè và một số gia vị chai Nếu thích món chai này mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha và phần nắm đuôi gà mình chuẩn bị đây là 500g nắm đùi gà có hai loại loại to và loại nhỏ thì các bạn nên chọn loại to thì mình dễ làm cho món ăn này hơn nha và để sơ chế nắm các bạn có thể rửa sạch qua nước muối pha loãng nè sau đó mình cắt cái phần đầu đen mình bỏ đi nha các bạn có thể bỏ đi hoặc mình làm món chay khác mình làm cái này thì mình nên bỏ cái phần đó ra và tàu hũ ghi cộng mình cũng chuẩn bị là 500g cái này là cái cộng tươi đó các bạn và đã chiên rồi nha mình mua thì người ta đã chiên sẵn luôn rồi các bạn có thể dùng cộng khô cộng khô thì các bạn sẽ ngâm nước hơi lâu nha tàu hố kia lá thì các bạn chuẩn bị khoảng 4 năm lá phần này thì mình chuẩn bị hơi dư một xíu bởi vì cái lá này nó thường thường nó hay bị rách lắm mình bắt một nồi nước lên bếp nè để mình luộc sơ phần nấm đùi gà cho vào đây một nhánh gừng nhỏ đập dập và thêm khoảng nửa muỗng cà phê muối mình nấu cho nước này để sôi lên khi các bạn nấu với cho nước nó sôi bùng lên rồi nè mình cho nấm đùi gà vào mình trần mình làm như vậy á nấm sẽ thơm hơn và nó, nó nó sẽ hơi dẻo hơn á, mình sẽ dễ sơ chế hơn nữa. Các bạn chỉ cần trần khoảng một phút là được nha. Sau khi mình cho vào nè, mình đảo qua đảo lại khoảng một phút, các bạn vớt ra luôn. Khi mình vớt ra rồi á, mình để cho nó nguội bớt, cũng như mình để ra cái rổ á, cho nó cũng ráo bớt phần nước nữa. Và phần nắm khi mình trần xong á, các bạn có thể cắt từng lát mỏng vừa, để mình một tí nữa mình xếp lại, hoặc là các bạn làm giống mình làm giống mình thì các bạn dùng cái dao á, mình lạng, mình lạng theo vòng cái 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 cây nấm á, để mình giữ được nguyên một miếng to luôn. Làm như vậy á thì cái nấm nó không có bị rời. Mình cái nếu nếu các bạn không thích làm cách này mình có thể cắt từng lát khoảng từ 0,5 đến 0,7 cm á. Sau đó khi mà mình ấy trên thì các bạn xếp vào trong cái miếng cái lá tàu ok Còn cái này mình cắt kiểu này á, thì mình giữ được nguyên một miếng to luôn nè các bạn lạng vòng theo cây nấm như vậy là mình sẽ được cũng rất là dễ nè vậy mình được nguyên miếng to luôn nè tiếp tục mình làm hết phần còn lại các bạn cứ lấy lấy cái dao á mình mình, mình cắt mình lạng mình đi vòng đừng đừng có làm mỏng quá nha cũng mỏng vừa thôi đó mình cứ lạng vậy cho cho hết cây nấm là được mình sẽ được nguyên một miếng to luôn nó không có bị rời rạc nè vậy là xong nè rất là đơn giản luôn đó rồi mình làm xong mình để qua một bên mình chuẩn bị ít gia vị để mình ướp phần nấm luôn cho vào một muỗng cà phê đường một muỗng cà phê hạt nêm từ nấm và một muỗng canh dầu hào chai thêm một một phần tư muỗng cà phê ngũ vị hương rồi các bạn trộn đều lên cái phần này là mình trộn trước đó, để mình ướp vào nấm thôi còn cái sốt là mình sẽ làm sao gia vị thì mình trộn lên vậy á, mình sẽ ướp vào nó dễ đều hơn. Mình thêm vào một xíu tiêu nữa các bạn, cho nó thơm. Rồi mình đem mình ướp vào phần nấm mình vừa cắt lúc nãy luôn. Các bạn có thể dùng cọ mình mình quét vào cái phần trong á nha. Cái cái nấm này nãy mình cắt á. có một 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 mặt là bên ngoài, các bạn ướp bên trong thôi. Bên trong nó sẽ dễ thấm hơn. Các bạn có thể dùng cọ mình quét lên như vậy nè. nó rất là đều luôn đó mình còn lớp shop bên ngoài nữa bên ngoài mình chỉ ướp sơ như vậy là, bên trong mình chỉ ướp sơ như vậy là được nha rồi tiếp tục mình làm cho hết phần còn lại nè Và khi mình quét gia vị lên xong á các bạn để đây cho nó thấm một xíu. Mình đi làm các công chuyện khác cái phần tàu hũ ghi cộng á các bạn có thể cắt khúc như vậy mình canh cắt khúc á, nó bằng cái khúc nó bằng cái chiều dài của cái phần nắm á nha là được đó, tí nữa mình xếp lên cho nó bằng mình dễ gói cái tàu kia ghi lá thì các bạn có nó sẽ có cái một cái rìa bên ngoài á, nó, nó nó bị cuốn lại nên nó, nó, sẽ cứng nên các bạn cắt bỏ phần đó để mình dễ cuốn nha lát nữa mình về mình dễ cuốn hơn nè một tấm mình cầm như vậy nó là nửa lá đó các bạn thì mình chuẩn bị khoảng bốn năm lá cái phần này là nửa lá là như vậy. Tại vì cái này các bạn phải chuẩn bị dư dương xíu, thường nó 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 hay bị rách lắm, mình mua về là mình dở ra là nó rách bên trong á. Giờ mình cũng chuẩn bị thêm đây là một chén bột năng. Chén bột năng này mình để mình nhúng nắm này. Cái phần nắm mình đã ướp lúc nãy đó. Các bạn phủ phủ phần bột năng bên ngoài. rồi mình nhúng như vậy nếu mà bột nó dính nhiều nhiều quá thì các bạn phủi bò phủi ra bớt nha đừng có để dày quá dày quá cũng không ngon có cái lớp bột này nó giúp cho cái phần dịch quai của mình nó không có bị khô rồi cái nào dính bột nhiều quá thì các bạn phủi ra bớt rồi mình cho lên cái miếng tạo kia lá luôn và cái phần tạo kia cộng á các bạn cũng nhúng qua bột năng luôn nha nhúng qua là mình xếp lên cái này mình chỉ làm hai lớp vậy thôi các bạn cũng đừng làm dày quá nha dày quá nó cũng không ngon nữa rồi mình gói lại luôn gói lại thì các bạn chỉ cần gói sao cho nó bọc kính lại là được không cần phải 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 có cách gói này có gói kia gì cả miễn sao mình bọc cho nó kính lại là được nếu mà cái miếng tạo kia lá nó có thừa nhiều thì các bạn cũng cắt bỏ bớt nha mình cũng đừng có, có gói bên ngoài nó dày quá cũng không ngon nữa tại cái miếng tạo kia lá nó như là cái lớp da vậy đó rồi vậy là xong một cái nè rất là đơn giản luôn rồi tiếp tục mình làm cho hết phần còn lại nè có mấy miếng mà tạo kia nó nó bị lủng bị rách đâu đó thì các bạn dùng một miếng nhỏ hơn mình chấp ở bên trong á là mình cũng cho lên mình gói như vậy cho nắm lên nè rồi cho cái phần tạo ghi cộng lên rồi các bạn gói lại thôi làm món này cũng rất là đơn giản nhưng mình thấy rất là ngon luôn đó nó cũng tương tự như cái món mà gà hấp mình đã chia sẻ rồi đó các bạn gà hấp chay đó nhưng mà gà hấp chay thì mình sẽ không có cái cái phần ngũ vị hương bên trong nha và do món này là các bạn chiên thì cái lá tàu kia chiên rất là nhanh vàng cho nên khi mà làm xong như vậy nè các bạn sẽ đem đi hấp sơ nha mình hấp khoảng 5 phút nó nó mới chín cái phần bột bên trong nếu mình không hấp sơ nó sẽ không có chín cái phần bột năng mình phủ đó nha các bạn mình phải hấp trước mới được tại bởi chiên rất là nhanh trong thời gian chờ mình làm cái sót luôn nè cho vào một muỗng canh đầy đường một muỗng canh vơi hạt nêm từ nấm một muỗng canh dầu hào chai 2 muỗng canh nước tương. Khoảng 2 muỗng canh vơi tương ớt. Này nếu không ăn cay được các bạn có thể thay, thay thế bằng tương cà và 1/3 muỗng ngũ vị hương, 1/3 muỗng cà phê, ngũ vị hương. Rồi mình trộn đều phần này lên trước là mình mới cho nước vào. Nước các bạn có thể cho nửa chén hoặc hơn nửa chén xíu, chén ăn cơm á Cái này mình dùng hơn nửa chén xíu nè Rồi cho vào mình khuấy đều lên Vậy là mình xong phần sốt nè Mình đi à, chuẩn bị mình chờ cái vịt à, qua ấy. khi hấp xong các bạn để cho nó nguội mình mới chiên nha Đừng có chiên lúc nóng chiên lúc nóng nó khó giòn lắm Bằng hấp xong á mình đem ra ngoài mình để cho nó nguội luôn Mình bắt cái chảo lên để chiên và mình cho ở đây dầu ăn các bạn cũng cho cho vừa thôi cái lượng dầu phải ngập đáy chảo và nó cao lên nó độ cao khoảng 1 cm là được mình cũng không cần cho quá nhiều dầu giờ các bạn chờ dầu sôi á mình mình mới cho vào chiên nha và nhớ là cái tàu cái dịch đó các bạn để cho mình hấp xong 5 phút mình để cho nó nguội nè mình cho vào chiên và chiên ở lửa vừa thôi lửa dưới trung bình xíu cái lá tạo kia bên bọc bên ngoài mình chiên rất là nhanh bên trong thì nó cũng đã chín hết rồi các bạn chiên nó nó vàng xém hai mặt là được nha mình cũng không chiên lửa quá nhỏ lửa quá nhỏ thì nó không có giòn đó các bạn chiên mà nó vàng xém hai mặt là được lưu ý các bạn cái này là chiên rất là nhanh nha cái phần này là các bạn phải hấp trước nha và mình hấp rồi mình phải đem ra để nguội các bạn chỉ cần hấp 5 phút là được Rồi khi nó vàng xém như vậy nè Nó vàng xém hai mặt là được Mình vớt ra ngoài luôn Các bạn có thể cho ra giấy thấm dầu hoặc là cái rổ thừa để nó rõ bớt phần dầu thừa nha Tiếp tục mình chiên cho hết phần còn lại nè Nhớ là chiên lửa vừa dưới trung bình Không quá cao, quá cao nó sẽ áp bên ngoài Cái, tại cái miếng tạo kia nó sẽ bị đen liền luôn á Rồi mình bắt cái chảo lên bếp để làm sốt nè Mình cho vào đây hai muỗng canh dầu ăn thêm một muỗng canh hành tím cho đây mình phi thơm nếu các bạn nấu cho người ăn chay trường á mình có thể thay thế bằng cái này là hành bò rô nha nhưng theo mình thấy thì sau này thì người ăn chay trường người ta cũng ít có cử cái vụ hành tím la lắm thì tùy tùy người thôi nếu mà người nào mà không ăn được hành tím thì các bạn thay thế phần này bằng hành bò rô còn nếu ăn gì sức khỏe thì bình thường rồi khi hành đã vàng thơm rồi mình cho hết phần sốt mình chuẩn bị lúc nãy vào nè cho sốt vào rồi mình nấu thấy nó sôi lên rồi các bạn giảm lửa nhỏ nấu khoảng từ 5-6 phút khi các bạn thấy sốt mà nó hơi sệt lại á mình mới cho cái phần dịch mình đã chiên lúc nãy vào đây mình mình áo sơ qua nha Này các bạn nấu khoảng 5-6 phút á khi nào thấy sót, cái sốt nó hơi sệt lại á là mình cho phần dịch luôn mình chiên lúc nãy nè mình áo qua hai mặt mỗi mặt khoảng khoảng vài giây là được cho, cho nó thấm thấm phần sốt bên ngoài là được nha mình đừng có làm lâu quá á, thì cái phần, phần da bên ngoài nó sẽ bị mềm mỗi mặt có khoảng chừng 30 giây là được rồi mình vớt ra luôn nè các bạn thấy nó thấm sót bên ngoài là mình vớt ra luôn rồi mình cho phần khác vào cứ như vậy mình làm cho hết luôn cái sót này mình thấy nó, nó nó thơm nè mà rất là vừa ăn luôn đó thì tùy khẩu vị gia đình á mình thể gia giảm cái phần đường hoặc là 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 độ mặn nha Và khi mình áo sốt bên ngoài rồi á, để cho ra dĩa hoặc thưởng thức các bạn có thể cắt ra thành từng miếng vừa ăn nha. Và khi cắt thì các bạn nhớ canh theo cái sớ xui của cái nấm đùi gà á, để ra cái 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 thành phẩm nó đẹp hơn nha. Và phần này thì mình đã cắt ra sẵn rồi này các bạn. Nhìn miếng dịch quay rất là hấp dẫn luôn đó. Như vậy là mình thấy đã rất là vừa ăn rồi. Nếu muốn đậm đà hơn các bạn có thể dọn kèm thêm một chén nước tương nha. Cho ai thích thì mình có thể chấm thêm. Hôm nào các bạn hãy làm thử món chay này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi hết video. Hẹn lại các bạn video sau.